Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với trận đấu đáng chú ý nhất và đáng chờ đợi nhất của vòng đấu này. Một trận đấu được người hâm mộ trông ngóng, một trận đấu mà được những tờ báo ở Trung Đông đã nói thế giới bóng đá ngày hôm nay sẽ chia làm hai. Hiệp một đã chính thức diễn ra. Eddie vẫn rất đẹp. Anh đã chạy chỗ, đã di chuyển, đã thi đấu bằng tất cả những sự nhiệt huyết của mình. Cơ hội phản công, đường chuyền, pha ném biên nhanh của các thủ chủ nhà. Madison, cả hai đội đều chuyển đổi trạng thái cực nhanh, và ở những thời điểm đó để ngăn chặn những tình huống tấn công thì các cầu thủ thường phải sử dụng những tình huống phạm lỗi. Eddie Gray. Rất khỏe. Và tăng tốc quen thuộc. Đáng lẽ anh phải có một đúng phối hợp, nhưng anh không làm như vậy và quyết định đột phá. Jody Castro. Diogo Jota. Jody Castro. Ben Doker. Phong bóng lên, đó luôn là một quyết định sẽ được đưa ra khi có sự ập vào của cầu thủ tấn công đối phương. Jota đã để mất bóng. Chưa lên bóng. Hay quá. Madison. Gray. Cú pha đi bóng tốc độ. Một đường chuyền có phần hơi cầu thả. Quá tự tin với khả năng xử lý độc lập của mình. Adama Traoré. Jabutinho. Phản công. Khó rồi. Đường chuyền rất hợp lý. Madison. Khá nguy hiểm. Demarai Gray. Hợp lý. Một cách phòng ngự thực sự là khiến cho những người xung quanh anh cảm thấy an tâm và có thể được tiếp thêm sức mạnh. Đường chuyền rất hợp lý. Bóng tiếp tục lại hướng sang hành lang trái. Rất thoáng. Quá hay. Cơ hội đây rồi. Rất thoáng. Cột xa. Thực sự là rất bối rối. Đôi. Đôi. Dứt điểm. Phải xử lý nhanh hơn để thực hiện được những tình huống phản công chất lượng hơn. Luôn luôn có một quân số tương đối áp đảo ở trong vòng cấm địa của đối phương, một con số đủ đông để họ có thể đón lọng những tình huống bóng lập bập. Hai. Albrighton. Không được. Jamie Vardy. Gray.
cơ hội để đối mặt thủ môn. Áp sát. Khó khăn đã qua đi nhưng đó là một tình huống thoát tim. Rất thoáng. Diogo Jota. Tiếp tục là phản góc. Qua người quá dễ dàng. Rất uyển chuyển. Nhưng mà ra Gray. Gray rất hợp lý. Và họ đã phải trả giá ngay lập tức. Áp lực rất lớn từ trên các khán đài đã tạo ra với các cầu thủ đội khách. Brighton, Jamie Vardy, một kết cấu lên xuống khá nhịp nhàng. Lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý. Jimmy Vardy, Gray. Pereira. Và qua người tốt. Madison. Bechiwell. Tiếp tục là một quả phạt góc. Đánh đâu? Như được lựa chọn để trở thành tác giả của pha thắng. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp. Rất ngớ ngẩn, thực sự là như vậy. Hà phòng ngự quá ngớ ngẩn ở những bàn thua của họ. Tình huống ghi bàn rất đẹp. Đây hoàn toàn có thể là một tình huống được ghi vào sách dạy bóng đá. Vậy là hiệp 1 đã khép lại và chúng ta sẽ cùng đón chờ hiệp 2 của trận đấu để được chứng kiến những điều thú vị hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến khả năng tấn công. Và những phút này là những phút thi đấu mà đội tuyển sẽ phải cố gắng bằng 200% sức lực của mình. Dứt điểm! Choáng váng và không hiểu điều gì đang xảy ra. Hoa mắt chóng mặt. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống mà không hề quá nếu nói rằng nó đang xuất hiện trong PlayStation. Rất nhịp nhàng là câu chuyện được những nhà viết sách bóng đá sẽ đưa vào trong những cuốn giáo án của mình. Dứt điểm. Rất khó chịu. Cánh phải đang rất trống trải. Jamutinho. Rất hợp lý. Sẽ là một pha đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Bóng ở chính diện so với khung thành. Đã câu được quả phạt. Chắc chắn đó là ý đồ của cầu thủ ở pha đi bóng ngang vừa rồi. Tuyệt vời, một tình huống xử lý quá ấn tượng. Món bài sở trường, món bài quen thuộc của cầu thủ đã được phát huy. Một bàn thua mà người ta chẳng thể tưởng tượng nổi, 10 giây dặn kinh nghiệm lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Rất khỏe, đường truyền dài tốt.
Albrighton. Jimmy Vardy. Gray. Áp sát. Khó khăn đã qua đi nhưng đó là một tình huống thoát tim. Không được. Rất thoáng. Gray. Cơ hội phản công. Phải xử lý nhanh hơn để thực hiện được những tình huống phản công chất lượng hơn. Raul Jimenez. Rất thoáng. Madison. Bruno qua đi. Không được. Edidi. Jimmy Vardy. Gray. Edidi. Jimmy Vardy. Cần phải duy trì sự tập trung. Brighton. Jimmy Vardy. Demarai Gray. Gray. Cần phải hạn chế ngay những pha mất bóng ở khu vực trung tuyến như vừa rồi. Đã tạm trôi qua. Madison. Albrighton. Quá hay. Edidi. Gray. Lỗi việt vị rồi. Rất bình tĩnh. Okazaki. Mở biên. Jimmy Vardy. Jimmy Vardy. Tiếp tục là một quả phạt góc. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Với những cổ động viên thì họ vẫn đang chết lặng. Và bây giờ thì họ thở phào. Thở phào khi mà quả bóng đã rời xa khung thành của họ. Lỗi rồi. Henacho. Henacho. Đã quá chủ quan. Biên thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Quả bóng đã đi hết đường biên. Henacho. Đường bóng vào. Okazaki. Đi bóng vào trong. Đó là những tình huống phạm lỗi cần thiết để khiến cho quả bóng không đến gần với khu vực nguy hiểm. Henacho. Phạt bóng tốt. Không được. Diogo Jota. Rất thoáng. Diogo Jota. Vẫn tốt. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Raul Jimenez. Raul Jimenez. Henacho. Không được. Một chuyền rất hợp lý. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Và cắt bóng tốt.
cơ hội phản công. Qua người quá dễ dàng. Henacho. Okazaki. Okazaki. Dứt điểm. Không hề có lỗi biệt vị với góc nhìn vừa rồi. Tai hại. Thực sự là như vậy. Poli sẽ có 3 phút đá bù giờ. Chuyền quá hay. Khoảng trống.